Hôm nay chúng ta sẽ học sang cái cấu trúc mới là hàng đợi. Hôm trước chúng ta nó học về cái đã nói về cái Nghe rõ mà không thấy hình thầy ơi. ngăn xếp. Hôm nay chúng ta học sang hàng đợi nhé. Vì ngăn xếp và hàng đợi là hai cấu trúc là tính tính đơn giản nhất nhé. Cùng với cái sách liên kết ấy, nó là ba cái rất quan trọng. Nhắc lại một chút nhé. Hôm trước chúng ta đã học một cái là sách liên kết này, danh sách này, liên kết rất quan trọng nhé, nó là link list. Hôm vừa rồi thì cho học sang cái ngăn xếp nhé, ngăn xếp nó là stack. Này cho học sang cái hàng đợi. Thì hàng đợi và ngăn sách và ngăn xếp nó cũng có chung một cái mô hình chung, thì tôi sẽ nhanh nhanh nhé. Thì nói chung nó là một cái cấu trúc dữ liệu mà như là một hộp đen, nhưng mà nhanh nhanh đấy, nó là mình như là một hộp đen, như là một cái túi gì đó nhé, mà nó lưu trữ dữ liệu ở trong này, và dữ liệu nó có chỗ một một lối vào và một cái đường ra thôi đó. Thì nó là thì cái ngăn xếp hàng đợi là nó có chung nhau một cái này, đây là gọi là in nhé, đây là out nhé. Đó. Thì đối với ngăn xếp ấy, thì cái chỗ vào và cái chỗ ra là nó là cùng một chỗ. Đối với ngăn xếp là hôm qua hôm trước nó nói rồi nhé, tôi hay lại một chút. Để một chút có ngay gì đâu ra ấy nhỉ? Để một chút nhé. Không phải là cái loa chung cư nó kêu mình như này nhé. Đây là chúng ta xem lại một chút. Như vậy đối với ngăn xếp ấy, start ấy, thì nó như là vẫn là một cái như này thôi, nhưng mà cái đầu vào và đầu ra nó là cùng một chỗ. Đấy, đây là in out nhé, in out. Và cái nguyên tắc của nó là gì, là vào sau ra trước nhé, là cái nó là LIFO nhé, vào sau ra trước đó. Thì đó là đối với ngăn xếp đấy nhé, ngăn xếp. Thì cái động tác đi vào thì thao tác vào thì nó là cái là push, thao tác ra nó là pop nhé. Và hôm trước chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã thiết lập một cái mô hình sử dụng khi mà cài đặt cái mô hình ngăn xếp ấy, thì chúng ta sử dụng cái mô hình là cái dùng cái list, dùng cái list. Dùng cái list. Đây là đây chỉ số 0 này, 1 2 đến cuối, đây là n chữ 1. Thì đối với em đối ngăn xếp rất là hay là gì, là chúng ta cái lệnh mà đưa vào là lệnh push, là chúng ta dùng cái lệnh append, append của cái phương thức append của list của Python. Còn cái lệnh đưa ra thì cũng với từ đây chúng ta đưa ra, thì chúng ta dùng cái lệnh là pop. Mà rất là hay là cả hai cái thao tác này đều là cả hai cái lệnh, hai phương thức này trong Python nó đều có cái thời gian là hằng số, là không một. Được rồi, thế thì vẫn cái mô hình list này thì chúng ta đã biết rằng là nó có đầy đủ tất cả các tính năng chung, chứ không phải chỉ có là nó có cả cho phép chúng ta là vừa vừa lấy ra ở đây vừa đưa vào ở đây nữa đó. Thì tôi sẽ nó nhanh chứ chúng ta quay sang cái mô hình hàng đợi. Thì cái mô hình list ở trong cái mô hình list nhé, ở trong trong Python nó hỗ trợ cho cả hai chiều luôn, cả hai đầu, đầu vào đây đầu ra đây. Cái lệnh này là lệnh append nhé, chúng ta nhớ lại đây là lệnh pop, pop. Có cái lệnh này này, cái lệnh đưa vào ở đây là lần cho dù là insert, insert nhé, insert vào cái vị trí 0, vô từ x vào đây, đây là x gì đây. Còn cái lệnh lấy ra này chính là lệnh là pop,
lệnh pop không à, chú ý. Thế đây là các lệnh chung của Python. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái mô hình hàng đợi. Thì mô hình đợi là cái gì? Mô hình đợi là như sau, là cái phần mà lý thuyết vừa nói, thì cái đầu vào đây và đầu ra nó là hai cái đường khác nhau. Đó, hai cái đường khác nhau, đây là in out. In out. Và cái nguyên tắc hoạt động của hàng đợi là vào trước ra trước. Hôm nay chúng ta hiểu xếp hàng này, xếp hàng ở đây. Cái mô hình hàng đợi giống như mô hình xếp hàng. Xếp hàng bất cứ mua cái gì đó, xếp hàng đi, xếp hàng vào ATM, xếp hàng đi mua sách, xếp hàng vào khám bệnh, xếp hàng ăn uống, tất cả thì chúng ta có nói là ai xếp hàng trước thì đứng trước, ai vào sau thì xếp hàng đằng sau, mà ai xếp hàng trước thì ra trước, được trước. Đó. Thì cái lệnh mà cái thao tác chung với cái hàng đợi nhé, được in out, thì cái thao in nó là enqueue. Đấy. Còn ra nó là đề queue. Đó, chú ý có hai cái lệnh thì cũng phải nhớ nhé. Đó. Thì mô hình hàng đợi là mô hình là vào trước ra trước, là vào trước thì ra trước nữa. Thì nó gọi là FIFO, first in first out, FIFO. Thì như vậy đối với cả hàng đợi và concept, chúng ta không quan tâm lắm ở trong lưu trữ như thế nào. Đấy. Quan tâm là đầu vào như nào mà đầu ra làm sao thôi. Đấy. Thì cái đối với ngăn xếp thì là vào và ra cùng một chỗ, như là vào sau ra trước cùng 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 vị trí. Còn đối với hàng đợi thì chúng ta dùng gì, là dùng là vào ở một đầu và ra ở một đầu. Thì vậy ta so sánh cái này với cái ở trên, như đây là mô hình list nhé, thì chúng ta lệnh đưa vào vẫn lệnh lệnh append đưa vào được. Đấy. Lệnh ra cho dùng về cho lệnh đọc cho dùng là pop không. Đấy. Đấy. Lệnh này chúng ta chưa dùng đến. Như vậy là cái lệnh này lệnh vào này thì dùng cho cả giống dùng cho cả hàng đợi và ngăn xếp. Lệnh pop này, pop không là dùng cho gì, pop mà không có dấu không ở đây thì là pop, là pop cho cái lệnh cho cái lệnh out của cái lệnh ra của ngăn xếp. Còn cái pop zero này là chúng ta sẽ dùng nó để làm cho cái gì, là cho cái đưa ra cái đề queue của hàng đợi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả sang cái những cái thao tác cơ bản nhất về mặt lý thuyết thì cần phải có gì đối với hàng đợi. Đây tôi xin copy cái bảng ra đây cho anh dùng. Đây thì đây chính là những yêu cầu tối thiểu cần có của một các cái lệnh để mô tả một cái hàng đợi. Cái lệnh queue là cái lệnh mà tạo ra một cái hàng đợi rộng như này, hàng đợi rộng. Cái lệnh mà đưa dữ liệu vào là enqueue. Đây là mô tả dưới dạng hàm, đây là mô tả dưới dạng là phương thức. Chúng ta coi như quy là một cái đối tượng thì là quy chấm, đúng không? Enqueue như này. Cái lệnh dequeue, cái lệnh là mô tả dưới dạng hàm. Dequeue là cái lệnh gì, là lấy dữ liệu ở đầu ra và xóa đi, trả về phần thứ đó và xóa khỏi hàng đợi, lấy dữ liệu ra. Bên này là quy chấm dequeue. Đấy, thì thực ra cái lệnh này đưa vào và lấy ra là hai lệnh rất quan trọng. Lệnh đưa vào chính tương đương với lệnh là in, đây lệnh out. Ngoài ra thêm một lệnh nữa là lệnh gì, lệnh kiểm tra xem một cái hàng đợi là rộng hay không. Đấy, is queue empty. Lệnh này là lệnh front quy, là cái lệnh mà trả về cái phần từ đầu của hàng đợi. Chúng ta chú ý cái chỗ này này. Cái chỗ này thì nó gọi đầu của hàng đợi nhé. Cái chỗ này nó gọi đầu này. Nó gọi là đầu của hàng đợi. Đầu hay là front. Còn cái này nó lại đuôi. Đuôi của hàng đợi. Đuôi thì nó có nhiều từ. Có thể dùng từ là rear nhé. Hoặc là hay là back. Hoặc là tail. Có thể có nhiều cái từ nhé. Thì dùng từ nào cũng được. Chúng này. Còn cái đầu nó có một cái từ là front nhé. Đây chúng ta chú ý nhé. Để mô tả một cái vậy là fran là cái lệnh là trả về cái giá trị đầu này nhưng mà không xóa đi. Còn cái lệnh dequeue thì trả về phần tử này mà xóa đi nó đi. Cái lệnh len là cái lệnh mà trả về cái số phân tử trong cái hàng đợi đó. Thì đây là một lý thuyết, và trong mô hình lý thuyết của nó thì yêu cầu là tất cả các cái thời gian của những hàm này đều phải là một hằng số, nó không phụ thuộc vào gì, không phụ thuộc vào cái độ dài của quy. Đấy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ
cùng kiểm tra. Chúng ta sẽ thiết lập nhanh cái mô hình hàng đợi sử dụng list nhé, thiết lập nhanh cái mô hình hàng đợi sử dụng list trong Python đấy, được chưa? Thì cái lệnh mà tôi làm nhanh trước khi tôi go to build, bây giờ tôi sẽ lập trình ngay. Nhưng bây giờ tôi viết ngay nhé, như vậy cái lệnh q bằng q này thì là nó trả lệnh này, là nó trả về một list rộng thôi. Cái lệnh unq qx, lệnh này là chính là gì? Chính là tương đương với cái lệnh là chúng ta dùng lệnh là q chấm append x, đúng không nào? Lệnh dq là trả về phần từ đầu và xóa đi, tức là chính lệnh là pop không, đúng không nào? Còn lệnh kiểm tra cái này dễ thôi, lệnh kiểm tra là ngăn xếp rộng, rất đơn giản, kiểm tra xem là q có phải là rộng không. Cái lệnh fran q là nó trả về phần từ đầu tiên đấy, nó không xóa đi. Lệnh len sẽ là thế ngay, là chỉ là cái hàm cái len là chỉ là cái hàm len, nếu mà q là một cái list, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ viết nhanh cho chúng ta xem cái phương án đầu tiên đơn giản nhất để thiết lập một cái mô hình là hàng đợi ở trên Python. Tôi sẽ làm ngay trên trình để nhận đây. Đây là cái chương trình tôi đã chuẩn bị sẵn đây, tôi sẽ viết ngay bây giờ nhé. Đây là cái chương trình là gì chúng ta sẽ thiết lập nhé. Đây. Thiết lập cấu trúc. Chúng ta cài đặt một cái mô hình đơn giản nhất của hàng đợi ở trên Python. Chúng hàng đợi. Dùng list nhé. Đơn giản nhất. Được chưa? Thì tôi sẽ làm nhanh nhé. Theo đúng lệnh mà tôi vừa làm thì tôi làm như sau nhé. Tôi nhanh nha các bạn. Những cái hàm đó chúng ta sẽ về nhà chúng ta sẽ hoàn thiện nhé. Đây. Tôi viết cái hàm này tôi đặt tên là cái file là q gạch ngang list nhé. Đầu tiên là cái lệnh là tạo một cái hàng đợi rỗng. Cách này đơn giản, chúng ta sẽ chỉ việc return một cái hàng đợi rỗng, một list rỗng. Lệnh thứ nhất nhé. Lệnh thứ hai là chúng ta kiểm tra xem là hàng đợi đó là rỗng hay không. Def này is q empty. Được chưa? Chúng ta cùng nhau chúng ta viết nhanh nhé để chúng ta có cái hình dung nhé. Q chúng ta trả về nó là ta chỉ việc return như sau. Return là return này len của q không, nhưng mà q mà khá sử dụng thì len của nó là bằng len là cái hàm len ở trong Python ấy, thì nó bằng không, nó là tương đương, nó là hàm đợi rỗng. Nhưng mà nó là rỗng thì nó trả về là true, ngược lại thì nó trả về là false. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập hai cái hàm quan trọng, cái hàm là hàm unq và hàm dq nhé. Unq NQ nhé. Chúng ta cần thêm cái hàm len, tôi viết thêm len cho nó chữ enter đây nhé, cho đầy đủ. Thật ra là vì q, nếu mà chúng ta có thể nói là q là vì đây chúng ta đồng nhất q là một cái list, cho nên là cái hàm len là thực ra ta không cần cho dùng hàm len thôi. Nhưng mà đây là vì tôi vẫn mô tả một cái mô hình lý thuyết hoàn chỉnh, chất lượng hoàn chỉnh, thì chúng ta viết thêm hàm này thôi, chúng ta dễ đi thôi. Được chưa? Rồi bên đây là chúng ta sẽ đưa vào phần từ x vào cuối và đuôi, vào phần cuối của cái
của cái hạt đệ quy thì lại rất đơn giản là chi lệnh ở pen. Đơn giản như vậy, như này thôi. Và lệnh này chúng ta biết rồi, lệnh mà bổ sung một phần tử vào cuối của một cái list nó là có cái độ phức tạp thời gian là o lớn 1, nên là thằng nó là rất là nhanh nhé. Bây chúng ta sang phần sau, phần này phức tạp hơn, chúng ta làm cái lệnh là dq. Tức là chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ trả về cái phần tử đầu tiên của quy. Chúng ta kiểm tra này, nếu mà đây, if đây, nếu mà quy mà là rỗng thì chúng ta sẽ tạo ra cái lỗi ngoại lệ nhé, untie error là hàng đợi rỗng, và ngược lại nếu không rỗng thì chúng ta sẽ return. Là quy pop không. Đấy. Cái lệnh chúng ta chú ý là cái phương thức pop ấy của list trong Python nó có hai cái, nếu mà pop không tham số thì nó trả về phần tử cuối cùng, còn nếu pop có tham số là y thì nó trả về cái phần tử thứ y và xóa đi phần tử thứ y đó, thì đây là lệnh pop không, là trả về, nó xóa đi và trả về phần tử đầu tiên của hàng loại quy, của cái list quy. Đấy, chúng ta nhé, đây chính lệnh là pop không. Đây, chúng ta chú ý thêm một chút. Như vậy đây là chính là cái lệnh đề Q, và đề Q này trong mô hình này thì lệnh pop không ấy là nó có thời gian chạy nên là o lớn n. Vì sao như vậy? Vì như này này, vì đối với vì sao lệnh pop không nó lại là có biết vì sao nó lại là không phải là o một mà lại o n không, là vì như này này. Giả sử chúng ta có cái hàng đợi của chúng ta nó có n phần tử nhé. Đây. Đây nhé. Đây. Nó có n phần tử. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta xem cái lệnh pop không là gì? Là lệnh nó xóa đi phần tử này và nó lấy ra phần tử này, đây lệnh pop không. Sau đó dồn n trừ một phần tử này dồn lên trên. Đấy, dồn phần tử này này, đây là xóa đấy nhé, phần tử này nó dồn lên như vậy nó mất n trừ một cái thao tác dồn sang bên trái, suy ra là cái lệnh này này, lệnh pop không thì nó có thời gian chạy là o lớn n nhé. Đấy, thế đây là rất quan trọng, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Lệnh này là cái dựa trên đó nó là o lớn n nhé. Rồi bây giờ chúng ta mô tả tiếp những cái hàm khác nhé. Tiếp theo là cái hàm là gì, hàm lấy ra cái front quy, nó trả về phần tử đầu tiên, thì đây chúng ta vẫn phải copy cái này lại cho nó yên tâm. Đây. Đây. Nếu mà nó rỗng thì chúng ta sẽ, nó sẽ tạo lỗi, còn nếu không chúng ta return quy không, nó trả về phần tử quy không mà nó không xóa đi gì cả. Và hết chưa, hết rồi đúng không? 1 này, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 cái, chúng ta đã mô tả xong 5 cái hàng, được chưa? Như vậy là đối với, đây chính là cái mô hình mà trong cái cuốn sách nhà chuyên đề tin 12 rồi là có được, đây là thành trình mẫu nhé, đối với mô hình hàng đợi. Thì đây gọi thế này là, như vậy cái mô hình này là mô hình, dùng nó để chúng ta, để hiểu cái mô hình đó thôi. Tuy nhiên nó không chính xác. Bởi vì sao? Vì với cái mô hình này ấy, thì nó không thỏa mãn cái bảng này, nó không thỏa mãn cái bảng này. Cái mô hình kia thì cái bảng của chúng ta, cái lệnh đề Q nó không phải là O lớn 1. Đấy nhỉ. Đây, mà nó là chuyện là ON. Như vậy là cái hàm vừa rồi, cái mô hình này này là nó không hoàn toàn, không chính xác. Chúng ta chỉ dùng nó được để mà hiểu thôi, để có thể dạy học, để mà cho sinh
để cho học sinh hiểu được thế nào là thế là một cái cách cài đặt của một cái mô hình tổng quát hàng đợi trên Python, nhưng mà không dùng được trên thực tế, không dùng được trong các bài toán, không dùng được trong thuật toán, bởi vì nó bị phá vỡ tất cả, nó không đúng yêu cầu. Như vậy từ đây chúng thấy là chúng ta cần phải có một cái thiết kế khác đúng hơn cho tất cả những cái hàm này đều phải là O lớn một hết. Như vậy chúng ta sẽ phải làm lại, được chưa? Đây tôi xin phép một lại thì cái chỗ này là chỗ mà tôi không chỉ tôi nói nhiều trên lớp học ấy, là cái mô hình trên này là không hoàn toàn chính xác, cái mô hình trên là không mô hình trên nhé, là không chính xác. Do đó cho nên là vì sao là việc lệnh đề Q của chúng ta là đó mất là O N thời gian, như vậy là không đúng. Như vậy vấn đề là gì? Câu hỏi đặt ra là cần thiết lập một cái mô hình khác, cần thiết lập một cái mô hình hàng đợi khác sao cho thỏa mãn tất cả các yêu cầu trên, được chưa? Đấy thì đây là phần mà trước tôi nói là thôi, trong cuốn sách nha, trong cuốn chuyên đề tin học 12 ấy, định hướng không tính tôi định đưa cái phần này vào, nhưng mà sau là bị hội đồng kiểm định là yêu cầu là bỏ ra ngoài, thì họ kêu là họ phức tạp quá. Nhưng mà vì sao là chúng tôi không rất tiếc là không đưa vào được, không đưa vào được. Bây giờ tôi sẽ phép trình bày cái này nhé. Như vậy chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại cái chỗ này. Thế thì bản chất của cái việc đó là gì? Chúng ta nhớ lại, chúng ta để mà cho đơn giản, chúng ta vẫn dùng cái mô hình là dùng cái list thôi, dùng cái list thôi để chúng ta mô tả, được chưa? Đấy. Thì lệnh mà chúng ta đây là một hàng đợi, đây là đầu thôi, đây là front của nó, đây front nhé, đây là đuôi nhé, đây là back nhé, được chưa? Thì lệnh đưa vào vẫn là cái lệnh là until, vẫn là dùng cái lệnh gì, lệnh append, gọi lệnh append này vẫn rất là ngon. Lệnh append này ở trong mic nó vẫn là O lớn 1. Lệnh mà lấy ra để queue á, như vậy chúng ta không dùng được cái lệnh pop 0 nữa. Được chưa? Lệnh pop 0 là không được dùng nữa. Thế phải dùng vào lệnh nào? Dùng lệnh nào để thay thế cho chuyện này? Thì vấn đề là chúng ta phải suy một chút thôi. Thì cái làm là như sau. Bây giờ chúng ta đây chính là cái phần thể đầu tiên, thì phần thể này là nó có một cái chỉ số, thì chúng ta gọi chỉ số đó là front idx gì nhé. Đấy, idx là cái chúng ta gọi là cái front idx là cái gì, là cái chỉ số của cái phân tử đầu tiên của một cái list, của một cái hàng đợi. Thì khi mà chúng ta muốn xóa đi thì cách thứ nhất là chúng ta dùng lệnh pop 0 trả về. Yeah. Mình cho ta biệt cho ta một chút, chúng ta thấy là lệnh pop 0 rất là dở. Lệnh pop 0 là gì? Nó xóa đi và nó dồn tất cả các phần tử ở bên phải, dồn sang trái. Thế việc cách làm thứ hai là chúng ta gì? Chúng ta không dồn nữa, xóa đi, chúng ta không dồn nữa. Làm cách làm thế nào? Làm như sau. Như vậy vấn đề bài này là chúng ta vẫn dùng cái mô hình list, nhưng mà chúng ta sẽ không dùng lệnh pop, tức là chúng ta không xóa đi, không dùng lệnh pop, tức là không xóa đi để dồn lại, mà chúng ta vẫn xóa đi, nhưng mà làm sao, nhưng mà như sao? Đây ở đây nhé, đây là phần dữ liệu đang có của hàng đợi nhé. Đây là cái queue đây. Đây giả sử đây là phần thử, đây là phần thử đầu tiên, đây là front, đây chúng ta idx, nó là một cái biến đây, nó là cái chỉ số chỉ ra vào phần thử đầu tiên này. Thế thì chúng ta muốn xóa đi thì cách thứ hai như sau. Chúng ta để nguyên như vậy, chúng ta cho con trỏ này chuyển sang đây là xong. Đấy, được chưa? Thế như vậy cách thứ hai là gì? Muốn xóa đi thì chúng ta không cần thiết là phải dồn, mà chúng ta chỉ việc dịch chuyển cái chỉ số này sang bên phải là xong. Thế như vậy là như vậy, cái lệnh đề queue bây giờ lệnh sau lệnh là trả lại, bất trả lại cái phần tử và giá trị phần tử ở đây, chỗ đây là A nhé. Nhưng mà chúng ta sau khi trả lại xong rồi, chúng ta chuyển, chúng ta tăng cái front idx lên một đơn vị. Như vậy cái lệnh đề queue mới là như thế nào? Đề queue mới là như sau, gồm có hai lệnh. Lệnh nhất là chúng ta đặt là a bằng là quy của front
IDX là trả lại để đầu tiên nha. Sau đó chúng ta là chúng ta tăng cái chúng ta dùng phần ăn IDX chúng ta tăng lên một đơn vị cộng bằng một đơn vị. Sau đó chúng ta sẽ return. Sau đó chúng ta return. Chúng ta return. À, đấy. Được chưa? Nhắc lại nhé. Như vậy với bên này thì chúng ta sẽ phải lưu một cái biến nó là cái biến tức là from IDX, là chỉ số thôi. Cái biến này trỏ vào cái phần tử đầu tiên của hàng đợi. Phần tử cuối cùng của nó, phần tử này là nó gọi là batch đi. Batch IDX thì phần tử này nó luôn là nó bằng chính là bằng len của quy trừ 1 rồi, chúng ta không cần thiết phải nhé. Chúng ta không cần thiết phải lập một cái biến nữa. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Do như sau nhé, các bạn chú ý là nhìn sau chúng ta sẽ như vậy chúng ta có cái sau nhé. Như vậy là chúng ta sửa lệnh pop không như sau, là chúng ta đặt A, x đặt A là cái giá trị của Q tại cái đây là tại cái địa chỉ là front IDX, chỉ số front IDX. Đây chính là phần tử đầu tiên của hàng đợi. Sau đó chúng ta tăng cái hàng đợi lên một đơn vị, tăng cái front IDX lên một đơn vị. Đấy, và return A. Đây chính là cái lệnh mới, đề queue mới của chúng ta. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ thiết kế lại như sau. Thì bây giờ cho tổng quát tôi sẽ làm như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ như vậy bây giờ với mô hình mới này thì tôi vẫn mô tả cái hàng đợi chúng ta như là một cái như là một cái list. Mô hình mới là như sau nhé. Mô hình hàng đợi mới nhé. Hàng đợi mới chúng ta vẫn mô tả cái nội dung của hàng đợi như là một cái list, được chưa? Và chúng ta sẽ như vậy, chúng ta vẫn dùng một cái list. Và cái thứ hai, chúng ta phải dùng thêm một cái biến rất quan trọng. Biến này đó tên là IDX, đây là cái biến để chỉ vào cái phần tử đầu tiên của hàng đợi. Và khi đó thì cái nội dung của cái hàng đợi nó sẽ bắt đầu từ biến này. Đây là biến foreign IDX nhé. Đây là vùng đang có của hàng đợi đây. Đây là vùng dữ liệu của hàng đợi. Đây là phần tử đầu tiên đầu của hàng đợi front đây. Đây là phần tử cuối cùng. Phần cuối cùng của hàng đợi chính là phần tử cuối cùng của list. Còn cái vị trí này, cái vùng dữ liệu từ địa chỉ 0 đến địa chỉ là front IDX trừ 1, đây là nó gọi là cái vùng rác. Vùng này là vùng rác. Rác. Cái phần mà chứa cái phần tử mà chúng ta đã nhập vào từ lâu rồi và chúng ta đã đẩy ra khỏi. Thế nó sẽ nằm ở vùng đầu. Như vậy là suy ra là cái mô hình list của chúng ta, mô hình mới của hàng đợi là nó chia vào hai phần. Một cái phần đầu là vùng rác và vùng sau là vùng thực sự chứa dữ liệu. Và khi chúng ta bổ sung thêm vào unqueue vẫn lệnh append. Còn đề queue là chúng ta trả về cái này, chúng ta tăng cái phần lên một đơn vị thôi. Đấy. Có con trỏ chúng ta chuyển sang bên phải. Như vậy là cái lệnh mà đề queue này chúng ta vẫn là om, nó là mới, nó là om một thời gian. Lệnh này nó chính là om một thời gian nhé. Đó, cái lệnh này nó là om một thời gian. Lệnh này nó là om một thời gian. Còn ba lệnh, một lệnh này, lệnh gán này và lệnh return. Như vậy nó dùng ông một thời gian, nó không phải dồn lại nữa vì nó không dùng lệnh pop không. Lệnh pop không là nó dồn lại, xóa đi mà nó dồn lại, thay nó không còn dồn, được chưa? Nhưng mà nó có một cái như vậy đề phán là tối ưu nhất nhé, tối ưu là tất cả các thao tác trên hàng đợi là o lớn một thời gian. Tuy nhiên nó có một ít nhược điểm, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau, bây giờ tôi sẽ mô tả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập như sau, chúng ta sẽ mô tả.
Bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái em mô tả luôn nó bằng cái em hộp đen, nó bằng cái em mô hình dữ liệu đi. Bây giờ tôi mô tả cái lớp nhé. Mô tả cái cấu trúc hàng gậy mới nhé. Mới như sau. Tôi mô tả như sau này. Tôi mô tả là nó sẽ gồm có hai phần, là một cái list. Được chưa? Nó là một cái list. Và thứ hai là cái biến này. Đấy. Thì cái cấu trúc của nó, cái cấu trúc của hàng đợi mày mới này, nó gồm có hai phần, gồm có hai thuộc tính nhé. Hai thuộc tính. Một. Tiếp theo tôi dùng là item, là các cái phần tử. Và cái thứ hai là cái phần IDX. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ cấu trúc mới của chúng ta nó là một cái lớp, một cái đối tượng. Như sau, tôi muốn làm luôn đây cho anh dùng nhé, để muốn làm đây cho anh đây đi. Nhé, đây là tôi mô tả một class này, Q này, đó, hai chấm này nhé, rồi là dev này, init này, nhé. Cái này phục vụ cho chúng ta tạo ra một cái hàng đợi rỗng này. Thế gồm có hai phần. Phần thứ nhất là cell.item. Khi mà khởi tạo thì nó làm cái item nó làm cái dãy rộng. Cái item nó chính là cái list, chính là cái mà dùng để lưu dữ liệu của cái hàng đợi đó. Và cái phần thứ dòng thứ hai là front IDX. Thì ban đầu nó còn không. Không. Thì đây là hai cái, đây là mô tả cái lớp dữ liệu nhá. Thì chúng ta cùng nhau quan sát để kiểm tra xem là với cái lớp dữ liệu này thì nó như thế nào. Tôi sẽ qua một lượt các cái thao tác chính này, nó rất đơn giản lắm. Tôi sẽ qua một lượt các thao tác chính, chúng ta viết sau nhé. Một lượt các cái thao tác chính này. Đầu tiên là kiểm tra hàng đợi rỗng. Khi nào hàng đợi rỗng nhỉ, chúng ta chú ý nhé, chúng ta nhớ lại mỗi một cái hàng đợi quy chúng ta đấy, thì nó có hai cái tham số, một là cái item là cái dãy, và hai là cái front idx. Khi nào nó rỗng, không phải là khi mà cái len của cái item này là rỗng đâu, mà không phải ai len item mà không có nhé, không phải đâu nhé, cái này sai nhé. Để vì chúng ta nhớ là chúng ta đây này, đây nhé, đây là cái con trỏ là cái front idx nhé. Chúng ta xóa đây này, nó chuyển sang đây này, xóa nữa này, nó chuyển sang, xóa nữa, nó chuyển sang, khi đến cuối cùng này, chỉ đây ta xóa một lần nữa thì nó chuyển sang bên này. Đấy. Thì khi chuyển sang bên này thì mới là rỗng. Đấy. Nhé. Khi mà đây là vị trí là hết của cái item, mà cái front ID này mà nó lại nhảy sang bên phải lớn hơn cái độ dài của cái cái chỉ số cùng này, hay là bằng chính độ dài, thì nó mới là rỗng. Vậy điều cơ rỗng là cái gì? Điều rỗng là như sau, chúng ta chú ý. Như vậy với cái mô hình này thì điều cơ rỗng là như thế này. Không phải là cái len của item bằng 0 mà là thế này nhé. Chúng ta rất cái rất quan trọng. Đây. Như vậy là gì? Chúng ta chú ý. Như vậy là cái điều kiện để quy rỗng là cái quy chấm from IDX. Đây, rồi đây này, rồi đây là rỗng này, là nó khi nó bằng với len của q.item. Đây là điều kiện là nó rỗng, chúng ta chú ý nhé. Chỗ này là chỗ mà nhiều người mở khi chúng ta chú ý là
Thì vì cái dãy của chúng ta là cái Ai Cập như là cái dãy đấy, Ai Cập này là cái dãy, cái dãy của cái list đấy, dãy mà chúng ta nhớ là cái list của chúng ta nó chỉ là hai phần. Đây là phần dạng, đây là phần dạng, còn đây là phần dữ liệu đây, mà nó bắt đầu bằng bằng cái là cái front ID đây, IDX đấy nhé. Khi mà nó vượt ra bên ngoài này thì nó mới là rỗng, thì là như thế này, được chưa? Đấy, chúng ta còn cái len, còn cái hàm len là như nào? Cái hàm len là như sau. Mình mô tả cái hàm len. Len của quy. Tôi tính công thức sau đây. Tính công thức là như sau. Tính bằng công thức là gì? Tính bằng công thức là chúng ta xong lại. Tính bằng công thức là gì? Tính bằng công thức là cái chiều dài của len này trừ đi cái vị trí đầu tiên này, nó chỉ là gì? Nó chỉ là cái len của quy chấm item s và trừ đi quy chấm front IDX. Đấy, được chưa? Cái lệnh unq quy x là chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải bổ sung vào cuối của cái list này một phần tử quy, sau chúng ta tăng cái không chưa bổ sung một thôi là xong. Còn lệnh dequeue biết rồi, lệnh dequeue chúng ta biết rồi, lệnh dequeue là dequeue quy là chúng ta sẽ phải như sau. Chúng ta sẽ phải lấy ra phần tử a là phần tử ở đầu, sau chúng ta sẽ tăng cái front IDX lên một đơn vị và trả về cái phần tử này. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta viết nhé. Bây giờ tôi sẽ viết sang cái hàm thứ hai. Cái gì hàm rất quan trọng đây, cái đây thứ hai là cái trọng tâm của buổi hôm nay đấy nhé. Chúng ta cùng nhau làm nào. Đâu đây là chính là cái gì? Đây là chính là mô tả cái thiết lập hay cài đặt nhé. Thiết lập mô hình hàng đợi chính xác. Mô hình này là chúng ta có thể sử dụng nó trong các cái bài tập, trong những cái chương trình lớn chúng ta muốn thiết kế để mà sử dụng trong các dự án khác nhau đấy nhé. Vì cái chương trình này là gì mà nó sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho cái tất cả các cái yêu cầu chính của các cái thao tác chính trên hàng động nhé. Cái lại là chúng ta làm này, chúng ta mô tả này, class này, queue này. Đó. Hai chấm xuống dòng, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái này nhé. Thì nó gồm như sau này, nó gồm có là gì, là nhưng mà muốn mô tả chính xác của nó, chúng ta vẫn phải dùng cái gọi là dùng cái một thêm một cái mô, thiết kế một cái thiết lập một cái câu dữ liệu mới, vẫn là dùng cái class nhé. Chuyển ra là cái lập trình class ở trong bài thần nó là rất rất quan trọng nhé. Item này chính là cái dãy hay là cái list đấy, dùng để lưu dữ liệu của hàng đợi, nhưng mà nó không phải là dùng toàn bộ cái list đó để chúng ta mô tả, mà nó dùng một phần thôi, từ địa chỉ, từ chỉ số là front IDX đến cuối, còn phần đầu của cái dãy này nó là cái rác. Rất quan trọng một phần này đó, IDX, tôi dùng hay dùng với IDX chỉ cho cái từ index này mà nhé, thì nó bằng không, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế một loạt những cái hàm nhé. Nhớ lại này, đầu tiên này là cái hàm gì? Là cái hàm kiểm tra xem là nó có là rộng hay không này, rất quan trọng. IQ empty nhé. Nhớ lại. Khi nào thì ấy? Khi mà gì? Khi mà cái quy này front IDX mà bằng với là len của quy chấm item
Thì cái này thì nó mới nó là rộng và chúng ta chú ý nhé, cái này từ vừa tôi vẽ hình để cho anh dùng đấy. Cái thứ hai, cái hàm thứ hai là cái hàm về tính len len của quỳ. Hàm này là như sau, hàm này là đi thân cái gì, đi thân cái hiệu số của cái chiều dài của cái item và trừ đi cái phần index kia. Len của quy chấm item trừ đi quy chấm index đó, được chưa? Đó là cái hai cái hàm cơ bản nhất nhé. Vì cái hàm hai cái hàm ban đầu đấy, chúng ta bây chúng ta bắt đầu đi vào hai cái hàm chính này. Đầu tiên là cái hàm unQueue rất quan trọng. Bổ sung phần tử x vào cuối của cái hàng đợi này, thì hàm này lệnh đơn giản chúng ta chỉ là lệnh gì, lệnh là chúng ta đưa vào phần tử cuối lên thôi. Và chúng ta append x đúng cái lệnh này, được chưa? Đây là cái hàm này, là cái unQueue là nó đưa vào như vậy. Mà cái lệnh append là cái lệnh chúng ta biết rồi, lệnh nó có thời gian chạy là o1 thời gian, cho nên là lệnh này là lệnh này vẫn là giống như cũ, là một thời gian nhé. Tiếp theo chúng ta vào cái lệnh rất quan trọng là lệnh là để queue. Chúng ta chú ý nhé, đây là lệnh như thế nào. Lệnh là lệnh như sau, chúng ta sẽ phải lấy ra và xóa đi cái phần tử đầu tiên của hàng đợi bằng cách lấy ra phần đầu tiên và dịch con trỏ, dịch kia biến fan id lên một đơn vị. Như vậy chúng ta phải kiểm tra, nếu mà nó if is queue, nếu mà nó rỗ rỗng ấy thì chúng ta không thể đề queue được nữa, chúng ta sẽ phải thông báo lỗi. Đây. Thì chúng ta là raise runtime error nhé. Đó. Vẫn như là mọi khi đợi rỗng. Và ngược lại thì chúng ta mới làm, được chưa? Thì làm như sau, chúng ta các bạn chú ý một tí nhé. Thì làm như sau này, chúng ta sẽ lấy ra gọi x đi là cái phần tử đầu tiên chính là q.item, và lấy ra phần tử đầu tiên chính là q.from.idx đó. Vì cái from.idx là cái gì, là cái chỉ số của phần tử đầu tiên, cho nên cái hàm này là cái hàm đó nhé. Chúng ta lấy ra rồi và sau đó chúng ta tăng cái ký lên một đơn vị, chúng ta quy phần idx bằng quy chấm phần idx cộng 1. Được chưa? Tiếp tục trở lại đây này, đây này. Được chưa? Đó. Và sau đó chúng ta sẽ return is. Với cái đề quy này là đề queue là như này nhé. Nếu mà không rỗng ấy, thì chúng ta mới thì trước cái lệnh này nó cũng có nghĩa chúng ta lấy ra cái phần tử đầu tiên của cái hàng đợi đó, chính là và chính là cái item là chính là cái list chứa cái hàng đợi đó, và tại cái địa chỉ là đầu tiên chúng ta tăng cái địa chỉ, tăng cái biến này lên một đơn vị đó, tăng lên và ta trả về cái không này, đó là cái hàm đề queue. Tiếp theo là chúng ta làm cái hàm tiếp theo là hàm from nhé. Để phần queue. Hàm này chúng ta cũng copy cái này xuống cho dễ này, copy cái này nhé. Nếu mà nó là nó rỗng ấy, thì chúng ta sẽ phải thông báo là gì, thông báo là hàng đợi rỗng, còn nếu không chúng ta return cái gì, return chính cái này này, chúng ta copy return chính cái từ đầu tiên này mà không xóa đi, tức là không, chúng ta không tăng cái biến free lên một đơn vị, được chưa? Đó. Thì đây chính là cái một này, hai này, ba, bốn, năm, đây là năm cái hàm mà tôi ghi lại cái này nhé. Đây là cái file này rất quan trọng, tôi ghi ra trong cái file này, cái lớp chúng ta lớp nào thì tìm xem nằm ở đâu nhỉ? Nhiều thư mục quá, đợi tôi một chút tôi tìm.
Đây là cái buổi 4 đúng không? Thì đây đây chính là cái Q bình thường thôi. Đấy, Q nhé, chấm pi. Đây là cái hàm, đây là cái hình chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đó, thì chúng ta sẽ gì? Như vậy là chúng ta vừa mới làm ra được, cho thiết lập được một cái mô hình thực sự. Mô hình thực sự là một cái cấu trúc dữ liệu hàng đợi và thỏa mãn tất cả một cái mình tổng quát. Mô hình mà đang làm mô hình khép kín ở bên ngoài, chúng ta ở bên ngoài nhìn vào chúng ta chỉ nhìn thấy các cái hàm này thôi, chúng ta không nhìn thấy bên ở trong, chúng ta chỉ nhìn thấy những cái hàm như lệnh này thôi này đó, và bên trong chúng ta không quan tâm, bên chúng ta không cần biết bằng gì, nhưng mà biết rằng là tất cả cái lệnh này là đều thỏa mãn, thứ nhất là làm vào trước ra trước và đều thỏa đều là có thời gian chạy là 0-1, nhưng mà đây là một mô hình chính xác, tất cả các cái thao tác trên đợi này đều là đúng nhá. Rồi thì biết ở đây một chút, tôi xin nói thêm một chút đây, cũng thêm một cái nữa đây rất là quan trọng nhé. Chúng ta có những nhận xét gì đây nhỉ? Chúng ta có nhận xét nhé. Như vậy là với cái mô hình này nhận xét như sau này. Thứ nhất ấy là đây là một mô hình chính xác. Đây là một cái mô hình đúng. Mô hình đúng rất quan trọng nhé, chính xác, tức là chính xác, được chưa? Rồi mà còn chúng ta phải dùng được. Tuy nhiên con cũng có nhược điểm, thì ta y với thứ hai, chúng ta đi vào y thứ hai, đó là chúng ta thử tìm xem là nó có cái gì, có cái điểm, có cái nhược điểm gì không? Có nhược điểm gì không? Thì câu trả lời là có nhé. Vì sao như vậy? Vì khi chúng ta thực tế chúng ta dùng, thực tế khi giải các bài toán mà dùng những cái hàng đợi, nói chung là thực tế trong bài toán ấy là một hàng đợi là nó rất nhiều phần tử, nó phải có hàng ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, hàng tỷ phần tử. Và nhưng mà chúng ta chú ý là khi chúng ta làm ấy thì chúng ta dùng nhiều thì chúng ta xóa phần đầu tiên, thì đây là cái phần mà thực sự phần dữ liệu của, đây là phần dữ liệu đang có của hàng đợi đúng không nào? Còn đây là phần rác. Đây chúng ta chú ý nhé, phần rác nhé. Phần rác. Thì nhược điểm gì? Nhược điểm là cái dữ liệu của chúng ta là chứa rất nhiều rác và như vậy là lãng phí. Đấy, như vậy chúng ta cũng kết luận rất quan trọng của chúng này. Là cái mình rất là hay, rất là chuẩn, đúng rồi, nhưng mà lại là rác, nó là chứa rác. Do đó chúng ta về bằng lý thuyết là đó là nó lãng phí. Cái mô hình này chúng ta cũng đi điểm không, nhưng điều chúng ta là lãng phí vì chứa rất nhiều rác, được chưa? Được rồi. Thế thì thực tế trong những cái thực tế khi mà ngay cả trong Python người ta cũng sử dụng cái cách làm nhé. Như vậy thực tế như sau này, khi mà dùng lãng phí cũng rác như vậy thì thậm chí cái lãng phí đó nó lại quá dở, cái lãng phí này nó quá dở, nó làm cho cái việc mà ý bột này rất hay rồi, nó làm lu mờ cả cái ý bột này đi. Nhưng có cách nào để cho nó bớt lãng phí không? Đấy, câu hỏi đặt ra là có cách nào để đỡ lãng phí không? Đấy, thì đây tôi xin phép đưa ra một cái giải pháp nhé. Một giải pháp là hiện nay rất nhiều các chương trình của các cái của các công ty lớn ấy, của các công ty lớn ở Hà Nội, các công trình lớn ấy hay các chương trình lớn ấy họ dùng ấy, thì cứ làm như sau là chúng ta phải dọn rác. Không phải lúc nào chúng ta cái lệnh rác này, cái khu vực, đây là khu vực rác nhé, đây là khu vực rác này, khi nào nó sinh ra cái rác này, khi mà chúng ta dùng lệnh dq, lệnh này là đây là vùng rác này, rác sinh ra chúng ta khi dùng lệnh dq, thì khi nào chúng ta sẽ phải dọn rác? Đáp án là chúng ta dọn rác, đáp án nhé, là dọn rác nhé. Thì rác thì anh ấy là bác ở đâu cái này nhỉ? À,
tiếng Anh là cái gì nhỉ? Thôi được, tôi làm dọn rác đi, thì lìa rác đi nhỉ? Làm sạch hay là gọi là dùng từ gì bây giờ nhỉ? Làm sạch đi vậy nhỉ, làm sạch clear nhỉ, clear rác nhỉ? Thì làm sao để mà dọn rác được bây giờ? Thì như sau này, cách dọn rác là như sau. Chúng ta chỉ làm một lần thôi, cứ thỉnh thoảng mới làm, không phải là khi nào làm. Cái dọn rác là như sau nhé. Cách dọn rác là như thế này, là chúng ta sẽ thì đây là cái em này, đây là cái trạng thái hiện thời của cái hàng của chúng ta đây. Một nửa phần bên này thì là thật sự là dữ liệu đang dùng, còn một nửa bên này là rác. Thì cái làm là như sau. Cách làm của chúng ta là như sau, là chúng ta sẽ chuyển đổi copy cái đây phần này là chuyển dịch cái này về đầu. Đấy. Được chưa? Copy cái này về đầu. Như vậy là xóa. Thì copy như sau, copy ta đơn giản chúng ta chỉ copy về đầu và chúng ta chỉ chuyển cái coi như là chuyển cái đây là cái vị trí của cái là cái front. Đây là cái vị trí của cái của cái biến là front. Đây đi IDX nhé. IDX. Chúng ta chuyển bao từ đây về cuối đây, chúng ta chuyển toàn bộ cái này về đầu của cái này và đặt lại cái front IDX là bằng 0. Được chưa? Thì tôi mô tả các bạn nghe cái thao tác đó nhé. Còn khi nào chúng ta xong, tôi mô tả cái thao tác là dọn rác, cái thao tác dọn rác như sau nhé. Thao tác dọn rác. Đây là ý rất là hay nhé, vì thực tế chúng ta sẽ dùng cái này. Vì sao? Vì cái lãng phí nó còn nguy hiểm hơn là cái khủng khiếp hơn. Vì khi lãng phí của nó trong bộ nhớ nó lưu rất nhiều. Chúng ta bây giờ trong trình tăng phim dùng một cái hàng đợi, dùng rất nhiều hàng đợi, 3-4 cái liền, mà cái nào cũng đầy như vậy thì chúng ta sẽ phải xử lý một cách là chúng ta phải thường xuyên dọn rác, không nó sẽ đầy bộ nhớ. Được chưa? Cái làm như sau. Cái làm như sau là chúng ta sẽ copy như sau nhé. Đây này, đây tôi làm. Còn khi nào dọn rác chúng ta sẽ xử lý sau, nhưng vì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là chúng ta dọn rác như thế nào. Đơn giản như sau đây, chúng ta tạo một cái đây chúng ta tạo một cái new, chúng ta gọi là new query đi. Chúng ta tạo ra một cái dãy mới, được chưa, một cái list mới. Sau đó chúng ta sẽ copy cái phần này, chúng ta tạo ra một cái new query. Sau đó chúng ta copy toàn bộ cái phần này, copy vào đây. Đấy. Sau đó chúng ta copy cái này vào góc ban đầu đây. Sẽ là 3 bước. Bước 1, đặt new query bằng cái rỗng. Bước thứ hai, chúng ta dùng một lệnh là for i in range nhé. In range từ đâu? In range bắt đầu từ vị trí là địa chỉ đầu tiên front idx. Đấy. Bắt đầu từ đây nhé. Phải và vị trí cuối cùng là len của q.item. Đấy. Đấy. Range như này. I là chỉ xuất từ đây đến đây này. Từ đây tới đây đó. Rồi sau đó chúng ta chỉ phải copy, chúng ta đưa cái này vào new IQ, chúng ta gọi là new query chấm append gì, append là query chấm item i. Đó, copy xong rồi thì chúng ta sẽ đặt lại là query đặt lại cái item này đấy, bằng new query đấy, đặt lại cái này vào đầu. Cuối cùng chúng ta đặt là query chấm idx đặt bằng 0, đặt trở về 0. Đây chính là cái đoạn chương trình để mô tả cái thao tác là dọn rác. Thế thì khi nào thì dọn rác, câu hỏi tiếp theo là khi nào thì dọn, được chưa? Khi nào thì dọn thì có rất nhiều cái tiêu chí. Ví dụ tôi muốn tiêu chí là như thế này, tiêu chí là như sau, khi nào thì dọn rác thì như này nhé, khi nào thì dọn rác thì khi vùng rác nó đủ lớn nhé.
ví dụ là cái chiều dài của cái vùng giáp nhé. Chiều dài của cái vùng giáp nó lớn hơn 1/2 của cái chiều dài của quy, ví dụ thế nhé. Đây là quy của chúng ta đây, quy đây nhé. Khi mà cái vùng giáp nó rất lớn, đây là vùng dữ liệu này, vùng này lớn vùng này thì là chúng ta nên dọn giáp đi, hoặc là 1/2 hoặc là 2/3 cũng được, hoặc là 3/4 cũng được. Khi mà đủ lớn, khi mà nó quá lớn thì ta có thể dọn giáp, tùy các bạn nhé, tùy chúng ta lựa chọn. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm phương án là 2/3 thì ta dọn nhé. Thì cái ta dọn này nó là mất là o lớn n thời gian. Chúng ta chú ý nhé, cái thao tác mà dọn rác là mất là o lớn n thời gian. Chúng ta thấy đây, chúng ta cần mà đây là cái lệnh này nhé, đây chúng ta chú ý cái lệnh mà dọn rác như này. Nó có một cái vòng for thôi, nó có một vòng for ở đây này, vòng for này là mất n bước này. Lệnh này là o không o một thời gian này, lệnh này là o một thời gian, suy ra tổng thời gian của cái thằng này nó là o một lớn n thời gian. Như vậy với cái mô hình này nhé, thì cái việc dọn rác khi nào thỉnh thoảng mới dọn thôi, không phải lúc nào cũng dọn. Giờ thì tôi sẽ mô tả lại, tôi sẽ quay lại và sửa luôn chương trình chính luôn nhé. Đây, cái lệnh này nó sẽ nằm ở đâu, nó sẽ khi nào nó sẽ đưa vào cái lệnh là đề Q đây được chưa. Đây, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là gì? Ở đây chúng ta có thể tính bình thường nhé. Đây là chúng ta có gì đây nhé. Ở đây chúng ta chèn vào đây, chúng ta chèn vào phía dưới này nhé. Đó. Trước khi chúng ta trả về, chúng ta lấy ra phần tử quy nhé, qua phần tử đầu của hàng đợi đây này. Sau đó chúng ta sẽ làm như bình thường thôi. Nhưng mà trước khi chúng ta trả về, chúng ta kiểm tra ở đây, kiểm tra để dọn rác. Rồi ví dụ lên một kia nhé. Kiểm tra để dọn rác nhé. Thì là như sau này, cái chiều dài của giáp chính là cái này, chính là cái if mà quy chấm fran idx chính là cái đấy đấy, nó chính là cái chiều dài của phần giáp đấy nhé. Lớn hơn là 2/3 nhé, hay là nhân với này, đây này 2/3 và 2/3 nhân với chiều dài. Nhân với chiều dài của cái nhân với len của quy. Được chưa? Nếu như này thì chúng ta sẽ dọn giáp. Nhắc lại nhé. Đây là cái chỉ số của cái phần tử đầu tiên, nó chính là cái chiều dài phía không thì đi, mà nó chính là cái chiều dài của đoạn giáp. Còn cái len của quy là toàn bộ cái len, nhưng mà nó vượt quá 2/3 của toàn bộ cái len của quy thì chúng ta sẽ dọn giáp. Là như sau nhé, với lại này new quy này, đấy new như vậy này, new quy bằng cái này. Rồi for i, nhắc lại nhé, i in range bắt đầu bằng gì, bắt đầu tại từ địa chỉ quy chấm phần idx và kết thúc tại cái phần tử là len, đúng không, len của quy chấm item. Rồi sau chúng ta sẽ new quy chấm gen của quy chấm item y. Đấy, nó đưa nó vào phần cuối của cái new quy. Sau đó chúng ta sẽ đặt lại gì, đặt lại là quy chấm đặt lại cái item đó, item bằng new quy, và cuối cùng chúng ta đặt lại cái quy chấm from idx không, được chưa. Đấy, thì đây chính là cái đoạn chương trình là viết lại một chút cái hàm đề Q này nhé. Hàm đề Q này thì
trong đại đa số trường hợp nó vẫn là O lớn 1, chỉ có thỉnh thoảng nó dọn rác thì nó mới là O lớn N nhé. Như vậy, nhưng mà chúng ta đã vừa mới làm xong là một cái mô hình mà chúng ta thấy một cái mô hình mới rất đặc biệt là như này nhé, đặc biệt là như sau. Như vậy với mình mới là như sau này, là riêng lệnh tất cả các lệnh khác đều là O lớn một thời gian, riêng lệnh đề kêu được như sau. Thì để tôi chốt lại ở đây nhé, cái này là cái mới của chúng ta, tôi nhắc lại một chút. Như vậy với mình mới thì là như sau, cái phần này phần rất quan trọng chúng ta chú ý nhé, để khi các bạn xem các sách các tài liệu ấy thì các bạn sẽ hiểu được. Như vậy chúng ta sẽ đưa cái vào, như vậy chúng ta sẽ đưa cái việc dọn rác này vào bên trong, đưa cái dọn rác, đưa cái thủ tục dọn rác vào bên trong, bên trong lệnh là gì, là đề kêu quy. Như vậy với cái em với cái lệnh đưa cái mới vào thành như sau nhé, đề kêu này, thì đa số các trường hợp, hầu hết ý, các trường hợp của lệnh đề kêu này đều là O lớn một thời gian nhé. Chỉ có một vài trường hợp thỉnh thoảng lắm, hãi hữu lắm thì nó mới dùng thỉnh thoảng nhé, thỉnh thoảng lắm thì nó mới là on thời gian. Thì với trường này là trong máy tính thì người ta là hoàn toàn chấp nhận được nhé, chấp nhận được thì người ta vẫn coi như là on, cái sức mạnh của nó vẫn ngang ngửa với o một này, còn trường này chỉ là hạn hữu thôi. Thì trường này người ta mô tả như sau, người ta sẽ nói là gì, người ta sẽ mô tả cho người ta bảo là trong người ta viết như sau, người ta viết là cái lệnh này hay là cái thao tác này nhé, hay là cái thao toán này nhé, hay là cái thao tác này như sau, là có thời gian chạy nhé, có độ phức tạp thời gian trung bình là O lớn 1, và có thời gian trong trường hợp xấu nhất, xấu nhất là ON. Được chưa? Thậm chí trong một số sách người ta không biết, người ta viết như sau nữa, người ta viết cái này này thì thậm chí người ta không dùng từ thời gian số nhất đấy, người ta dùng từ là, người ta bảo đây cũng gọi là thời gian khấu hao. Nhưng mà sau nhé, sau khi viết thì thời gian chạy như sau, thời gian chạy của lệnh đề kêu mới này nhé là O một thời gian, trong khi đó là thời gian chạy khấu hao là O an. Khấu hao có gì, tức là hạn hữu lắm chúng ta mới dùng đến khấu hao, còn lâu mới dùng đến cái này, còn lâu mới bị O lớn rồi. Khấu hao tức là các bạn thấy một cái máy để dùng khấu hao gì, một cái máy tức là 10 năm mới khấu hao một lần, như vậy là rất lâu. Nhưng mà đây là trường rất tốt, đây vẫn là một trường hợp tốt, được chưa? Đây tôi nói đây thì các bạn sẽ thấy. Nhưng mà đây, như vậy chúng ta vừa mô tả xong một cái trường hợp mà rất tốt nhé. Thì bây giờ tôi sẽ xin phép được trình bày thêm một đoạn nữa nhé. Nhưng mà chúng ta, thì việc hỏi đặt ra là gì, liệu có hay không một cái cách khác làm khác mà nó hoàn toàn tốt, hoàn toàn nhanh và thỏa mãn mọi điều kiện không? Câu hỏi đặt ra là như vậy nhé. Câu hỏi đặt ra là có hay không một cách cài đặt khác mà hoàn toàn cho hàng đợi hoàn toàn đúng không được hay không nhé. Thì câu trả lời là có nhé, câu trả lời là hoàn toàn có. Thì tôi sẽ xin phép được trình bày phương án thứ ba.
Nên phương án 1 là phương án là chúng ta dùng cái lít bình thường và rất đơn giản, rất là nhanh nhưng mà nó không thỏa mãn. Phương án 2 vừa nãy trình bày phương án là giờ dùng lít bình thường nhưng mà chúng ta làm mẹo đi một chút, chúng ta dùng cái chỉ số là front IDX để mô tả cái địa chỉ đầu mà chúng ta không xóa đi, khi mà không xóa thực sự ở trong cái list đó, khi mà chúng ta dùng cái lệnh là gì, lệnh là dequeue, mà chúng ta sẽ đặt ra, chúng ta sẽ cho con trỏ đó chạy sang bên phải và cho đây để một cái vùng rác của dãy ở bên trái, vùng rác của list ở bên trái. Và cách thứ hai này cũng rất là tốt, mà chúng ta có thể có một cách hay gọi là hay phải đi, mà chúng ta thỉnh thoảng dọn rác thì cái lệnh dequeue nó có lệnh rất tốt, có thời gian chạy là 01 mà thỉnh thoảng khấu hao thì tăng lên là O lớn N, nó rất là tốt. Còn cách thứ ba thì tôi sẽ mô tả, cách thứ ba là chúng ta thiết lập một cái mô hình hoàn toàn chính xác, hoàn toàn tốt. Tất nhiên là nó phức tạp hơn. Thì câu trả lời là như sau nhé. Trả lời là chúng ta phải sử dụng gì? Phải sử dụng là linked list. Em nhắc lại, vẫn phải dùng linked list này, rất quan trọng nhé. Đấy, linked list. Và câu trả lời như sau, chúng ta dùng cái linked list mà là đơn nhé. Đơn nhưng mà có đuôi. Đáp án là gì? Đáp án là chúng ta sẽ thiết lập thiết lập cái mô hình hàng đợi quy và sử dụng cái mô hình là STLL là single nhé, theo có đuôi đấy, có theo nhé, và linked list. Cái hôm trước tôi nói nhanh nhưng tôi hay tôi sẽ làm cẩn thận nhé. Linked list là STL là mô hình mà là một cái linked list mà có đuôi là như sau. Tôi sẽ mô tả lại. Thì mô hình này là như sau nhé. Thì dùng mô hình này thì chúng ta sẽ thiết lập được hoàn toàn. Là mô hình như sau, chúng ta vẫn dùng một cái linked list bình thường đây, một cái linked list đây nhé. Từ cuối nó ra nó trở về lần luôn ở đây nhé. Chúng ta có một cái head ở đây, head trở vào đây, đây là cái đầu của cái linked list, được chưa? Có đuôi là chúng ta phải dùng thêm một con trỏ nữa chỉ vào đây, con trỏ này là con trỏ là nó gọi là theo là cái đuôi đó. Nhưng mà cái ll này là cái ll là cái linked list đó, hay là đây chính là cái là hay là chính là cái hàng đợi mới đấy. Chúng ta phải dùng hai con trỏ, một con trỏ là hết để trỏ vào đầu, và con trỏ thứ hai con trỏ là theo trỏ vào đuôi. Thì theo như vậy cái hết này dùng để hỗ trợ cho cái lệnh là gì, là lệnh là lấy ra, lệnh dequeue. Còn cái lệnh cái theo này dùng để hỗ trợ cái lệnh là bổ sung vào cuối, thì là lệnh bổ sung là lệnh ăn queue ấy. Không có cái heo này, không có đuôi này thì cái lệnh bổ sung vào cuối này nó sẽ mất là ON ở thời gian. Mà ta muốn là lệnh đưa vào cuối vẫn là O1. Lệnh lấy ra đây vẫn là O1 thì chúng ta phải dùng hai con trỏ. Hit và hết và theo, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ viết lại chương trình rất đơn giản thôi. Và muốn có cái hàm len nữa, tôi phải biến thêm cái biến nữa để mô tả cái biến này thực hiện là len để mô tả cái độ dài. Chúng ta phải thử ở đây. Để cho cái hàm len của quy này nó mất, cũng là mất là o một thời gian thôi, được chưa? Được rồi, bây giờ tôi sẽ làm nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau mô tả cái này, mô tả trên máy tính thì mô tả bằng tay thì trên máy tính luôn. Tôi mô tả bằng tay thì nó dễ hơn, dễ nói hơn. Tôi mô tả trên bảng nhé. Về nhà các bạn sẽ gõ lại nhé. Này rất đơn giản thôi, không gì khó đâu. Và như vậy là cái mô hình mà thiết kế cái hàng đợi là tốt nhất ý, không có một chút cái lỗi nào. Chính cái mô hình dùng cái linked list mở rộng một chút, cái list mà không những có đầu có đuôi mà có cả cái phần thông số về len nữa nhé. Như sau này, rồi tôi mô tả nhé. Mô tả trong cái hàm tôi đặt tên cái hàm này là hàm q.y này nhé. Đấy, thì tôi mô tả đây là cái hình chính ấy nhé. Như sau này,
tôi sẽ đầu tiên tôi tạo ra một cái class node nhé mọi người, thì ta mô tả cái phần trước đó đấy là dev này. Cell này chúng ta dùng vẫn dùng như mình bình thường là cell key, key là khóa đấy, key là cái cũng là giá trị của nó nhé. Key ở đây, ở đây là ở đây phải có phẩy key ở đây nhé, key ở đây nhé. Tạo ra một cái nốt là một cái nốt rỗng mà một cái nốt là tận dụng một nốt là có dữ liệu nhé. Đây là next bằng năm. Đó, đây là cái lớp nốt nha, mô tả một nút lệnh, một cái nút đấy. Đây là mô tả một cái nút tự nhiên này. Sao cái gì nó bị đâu nhỉ? Đây, nhé. Đây, như vậy cái này là đây. Đây là key này. Đây là key này. Đây là net này. Đây là con trỏ, trỏ sang. Khi ta tạo một cái nốt mới nhé, tạo một cái nốt mới nhé, một cái nốt mới thì nó cái con trỏ này nó trả về nun, trả về nan nhé, nun. Được rồi. Việc tiếp theo chúng ta tạo một lớp thứ hai là cái lớp chính là cái hàng đợi đấy. Mô tả cái hàng đợi như sau. Mô tả chính xác luôn cái hàng đợi nhé. Thì mô tả cái hàng đợi này là mô tả như sau nhé. Đây là cái class Q. Đấy. Q nhé. Hai chấm này. Đây là dev này. Dev này. Init này là tạo ra, dùng để tạo ra một cái hàng đợi rỗng. Được chưa? Gồm như sau này. Hàng đợi rỗng là gì? Hàng đợi rỗng là con trỏ hết hit này nó trả về nan. Hai là con trỏ theo là đuôi cũng trả về nan. Và ba là cái biến tiếp theo rất quan trọng là biến len. Cái biến len là dùng để tính toán, dùng để tính cái chiều dài. Vấn đề là cái len nó trả lại cái chiều dài của cái hàng đợi đó, nhưng mà nó đưa vào một cái biến ở đây để bảo đảm rằng là cái việc tính cái len là nó hoàn toàn là nó o một thời gian. Đó, nhưng mà đây là hai cái lớp chính để tôi sẽ mô tả năm cái hàm chính của chúng ta nhé. Năm cái hàm chính mô tả đơn giản rất quan trọng, rất đơn giản thôi. Nếu các bạn mà đã tương đối thạo về cái linked list rồi thì chúng ta mô tả lại dẫn lại cái tên mô tả nhé, lần lượt từ hàm một nhé. Rất quan trọng chúng ta luôn phải nhớ cái câu chuyện của nó này. Cái hàm đầu tiên này, cái hàm đầu tiên là cái hàm mô tả xem là hàng đợi của chúng ta EQMT xem nó có là rộng hay không nhé. Quy được chưa, thì nó rộng khi chỉ khi hoặc là len bằng không, hoặc là hết bằng không, hoặc là hết bằng năn, hoặc là theo bằng năm hẹn được. Tôi dùng nghĩa đấy, tôi dùng return này, return này quy chấm hết này, thế nào cũng được nhé. Đó, đây là hàm đầu tiên này. Cái hàm thứ hai là hàm length. Def length, có thể gọi hàm length này trước và cái hàm empty này có thể gọi hàm length được là return. Return là q.length. Như vậy với cái hàm length mới này thì dùng một biến length thôi, cho nên nó là o một thời gian để cái này nó là o một thời gian, cái này là o một thời gian, nó trả về cái hàm len. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm tiếp theo, tôi làm cái hàm unqueue và dequeue nhé. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi làm cái unqueue trước nhé. Unqueue trước là tôi đưa vào cuối đấy, đưa vào cuối của cái unqueue nhé. Thì chúng ta phân biệt một chút cái unqueue này, chúng ta rồi bây giờ chúng ta làm để rất quan trọng cái hàm này. Đếp này, unqueue q x, đưa x vào cuối, đưa cái phần tử x gì đấy, đây là thử là k nhé, cái khóa k này hay như là x gì. Được rồi, theo như sau này, khi tôi đặt đây là x gì, đặt x gì là bằng là nốt k, cái nút này chỉ là cái nút cần phải đưa vào đấy, đó, được chưa? Thì
Bây giờ như này nhá, chúng ta chú ý này, mà con ta chú ý nhá, bây giờ chúng ta kiểm tra một chút nhá. Bây giờ nếu này if này, if mà q mà hết này bằng 5, tức là nếu mà kia q mà là rỗng ấy, thì chúng ta lệnh đơn giản chúng ta đặt q chấm hết bằng x thôi. Tất nhiên là cái theo cũng phải chỉ có x thì chúng ta xong. Còn ngược lại nhé, ngược lại nếu mà q không là rỗng ấy, thì cái không là nếu mà q là rỗng ấy thì có mỗi phần tử thôi, x thì đây thì cái hết cũng phải chọn vào đây, hết chọn vào đây và cái theo cũng phải chọn vào đây nhé. Còn nếu mà con không rỗng nhé, con dài như này thì đây là hết hết chọn vào đây, còn theo chọn vào đây, thì vì chúng ta bổ sung x vào đây thì chúng ta chỉ việc chỏ theo vào đây thôi là được nhé. Rồi thì nếu mà này là như sau này, rồi thì sao là như sau, chúng ta viết như sau. Nếu là chúng ta viết là chúng ta gọi là y bằng q theo, rồi ta sẽ đặt y next bằng x, được chưa? Sau đó ở đây ra bằng ở đây này, chúng ta đặt là trước sau cả hai phương án trên đều đặt là q theo bằng x gì luôn, q theo luôn chỉ bằng x gì, và ta tăng len lên một đơn vị, q len bằng q len chấm 1. Đó đều chính là cái hàm ăn cừu rất quan trọng nhé. Đấy, nghe lại này, nếu mà là rỗng ấy thì đặt trước là q hết chỉ vào x gì, và cái q theo cho x gì ta q lên một đơn vị. Còn nếu mà q mà không rỗng thì hết nằm ở đây rồi, phần tử cuối nằm ở đây, thì chỉ là đặt q theo chỗ ở đây, và vấn đề là cái q theo cái next của nó là chỗ x trước để chỗ lên. Đấy, như vậy là đặt y bằng q theo trước, đặt y next bằng x, sau đó đặt lại q theo bằng x gì, và đặt tăng lên một đơn vị. Đó, là chú ý nhé. Tiếp theo nữa là tôi sẽ mô tả sang cái hàm thứ hai rất quan trọng, cái hàm thứ ba rất quan trọng là cái hàm dq lấy ra. Vì đây đấy, chúng ta làm như sau, vẫn là phi đây, rồi chúng ta kiểm tra nếu mà if is q em thì q, thì chúng ta sẽ raise runtime error nhé, runtime error hàng đợi rỗng này. Đó, còn nếu không thì chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Đây, nếu không rỗng nhé thì hết đang trỏ phần từ đầu tiên đây, thì hết đang trỏ vào đây nhé, hết đây đang trỏ vào đây, và đây chính là này. Thì đây không rỗng nhé, nên thì ta sẽ phải sao cho ta lấy cái này ra mà, và ta sẽ trỏ hết vào đây. Thì làm như sau, ở đây chúng ta đặt cái k bằng là q chấm hết chấm pi, chúng ta phải trả lại cái q này, cái k này cần phải trả lại là k đấy. Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta đặt x gì là cái phần là cái bước sau này, x gì bằng là q hết chấm x chấm là chấm next, đây là phần x gì đấy nhé. Rồi sau đó chúng ta muốn xóa đi, tức là như sau, chúng ta đặt lại q hết và trỏ luôn vào đây, chúng ta đặt là q chấm hết trỏ thẳng luôn vào x gì luôn. Đó, như vậy là trỏ thẳng x gì và xóa, để xóa phần này đi, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ phải làm tiếp là nếu x bằng rỗng thì thôi nhé. Còn nếu không rỗng thì chúng ta đặt lại cái chúng ta phải làm lại cho cái đuôi. Đấy, thì như sau đây, chúng ta làm tiếp ở đây nhé. Đây nhé, bị là if này,
ít mà là rỗng ấy. Đấy. Được chưa? Thì ít xì mà rỗng ấy thì suy ra là ít xì bằng rỗng ấy. Bằng rỗng chứng tỏ là bây giờ quy là quy của mỗi phần tử thôi, mà khi mà đề q thì quy là rỗng. Khi quy là rỗng thì ít xì rỗng rồi, ít xì là năn ấy, thì đặt lại là quy theo cũng bằng rỗng. Còn ngược lại, nếu mà quy không rỗng ấy, à nếu mà x không rỗng thì sao nhỉ? Thì chúng ta sẽ đặt lại vào gì? Chúng ta sẽ đặt đặt quy thì không cần. Nếu mà quy mà x mà không rỗng thì cái quy theo cũng thay đổi, không sửa nữa. Và chúng ta chỉ việc đặt lại như sau. Cái này không cần nhé, cái này sửa tôi em quay không cần cái chúng ta chỉ cần làm như này thôi, chuyện này không cần. Đấy, cái này thôi nhé. Tức là nếu cái gì mà khác rỗng thì chúng ta không cần phải sửa cái quy theo, vì chúng ta cũng chỉ vào từ cuối cùng rồi nhé. Đấy. Nếu mà rỗng thì rỗng tức là đây là phần thử đầu tiên nhé. Phần thử hai là x gì đấy nhé. Đây là phần hết này, hết đang trỏ vào đây này, ta xóa rồi đi. Nếu mà phần x thì bằng rỗng, chứng tỏ là cái quy là nó trở thành rỗng, mà quy rỗng đặt quy theo bằng năn. Còn nếu x thì bằng h rỗng thì cái quy theo nó không có thay đổi, vẫn chỉ vào nó rồi. Và đây chúng ta làm theo lệnh nữa, lại quy len bằng quy len trừ 1. Đấy, và chúng ta return gì? Return k. Đó, được chưa? Rồi, như vậy tôi vừa mới làm xong. Như vậy tôi thấy không, cả cái đề q này là chỗ này là om một thời gian, tất cả các đề là om một thời gian hết, suy ra toàn bộ chỗ này là om một thời gian. Đề q này là hoàn toàn chỗ này là om một thời gian hết nhé. Rất hay là toàn bộ chỗ này là om một thời gian. Ăn q cũng om một thời gian. Đây này, ăn q lệnh này, ăn q đây, lệnh này như một lệnh này 2, 3, 4, 5, tất cả là không có gì, không có lọc được cả, tất cả chỗ này đều là o một thời gian. Đấy, như vậy mình ta làm tiếp lệnh nữa là lệnh gì? Lệnh là lấy ra cái phần tử fran thôi là xong nhé. Cuối cùng là cái lệnh là hàm, cuối cùng là cái hàm def fran, lấy ra phần tử đầu tiên của quy mà không xóa đi. Đấy, cái làm như sau nhé. Làm tương tự như đề q, chúng ta không xóa thôi. Chúng ta kiểm tra if is q empty. Nếu mà q rỗng thì chúng ta sẽ raise runtime error. À, để rỗng. Đó. Còn ngược lại nhé, chúng ta trả về thôi, chúng ta không cần, chúng ta trả về cái gì, trả về là quy f q. Nhưng mà quy khác rộng ấy thì cái quy hết này nó chưa trỏ từ đầu tiên, chúng ta lấy q nó là ta trả về thôi, mà cái này cũng có lòng một thời gian. Được chưa? Như vậy tôi vừa mới cùng các bạn, chúng ta vừa mới thiết kế xong cái mô hình tốt nhất của như vậy là cái phần mà liên quan đến này có rất nhiều môn bài tập khác nhau, những bài tập và đây tôi xin có rất nhiều mô hình, có rất nhiều cách, nhiều cách cài đặt hàng loạt khác nhau trên thực tế. Thế này thì tôi sẽ điều tập và các bạn sẽ về nhà làm tiếp tục nhé. Và tôi sẽ có hôm nay nhé, tôi dự kiến như sau. Tôi dự kiến là hết cái buổi hôm nay này sang buổi hôm sau chúng ta sẽ học thêm một cái cấu trúc nữa. Chúng ta học liền bằng một cái chuyên giản, sau chúng ta sẽ tập trung làm bài tập rất nhiều cho phần này, rất nhiều bài tập cho cái phần này.
liên quan đến ngân sách liên kết này, ngân sách liên kết này, rồi là stack này, rồi là queue này, rồi cái phần tiếp theo nữa nhé. Thì có rất nhiều các cái đặt hàng lợi khác nhau trên trên Python, và có rất nhiều bài tập trên trên cái phần này, được chưa? Như vậy tôi vừa trình bày với các bạn là các cái phương án khác nhau, ba phương án nhé, nhắc lại này. Phương án 1, chúng ta đã học ba cái phương án cài đặt. Phương án cài đặt hàng đợi trên thực tế nhé, hàng đợi trên Python. Phương án 1 là dùng list đơn giản. Đây là cách đơn giản nhất mà có ở trong cuốn sách giáo khoa, sách giáo khoa mà chuyên đề tin học 12, định hướng của máy tính. Thì cách thức này là đơn giản dễ hiểu nhưng mà sai, thông thường bài đúng bắt là không chính xác. Cách thứ hai là dùng list một chính xác, dùng list là chính xác, tất nhiên là không hoàn toàn chính xác hoàn toàn, vì là nó gì, nó là hoặc có nhược điểm, hoặc có nhược điểm là có rác nhiều, còn nếu không có rác thì chúng ta phải dọn rác, và cái dọn rác đó nó tạo ra một chút đột biến là nó mất thời gian. Như vậy là nó có mọi thời gian khấu hao của nó là O lớn N, còn thời gian trung bình là O1. Còn cách thứ ba là cách dùng sử dụng là STLL là danh sách liên kết đơn có đuôi. Đây là tốt nhất, đây là cách tối ưu nhất nhé, tối ưu nhất là hoàn toàn sạch sẽ mà không có tất cả các tác đều o một thời gian. Anh mà nhìn thấy chứ, ngoài ra có thể có những cái khác nữa, nhưng đây là ba cách là tốt nhất, được chưa? Hôm nay vì là ngày muốn mời chúng ta, hôm nay tôi dừng lại đây nhé, chúng ta nghỉ sớm một vài phút thôi nhé. Thì nhắc làm chút là phần này này, phần stack này sẽ có rất nhiều bài tập, cả phần link list nữa nhé, rồi cả phần ban đầu nữa, là cái bài đầu tiên là cái bài liên quan đến lớp lên lập trình đối tượng trong Python đấy, và cả bài sau nữa. Bài sau chúng ta nhắc lại thêm, bài sau chúng ta sẽ học thêm một buổi nữa về một cấu trúc nữa, tôi sẽ nói nhanh một chút về bài hôm sau chúng ta sẽ học sang một cấu trúc nữa, là cấu trúc là hàng lợi ưu tiên. Bài sau chúng ta sẽ học thêm một cấu trúc nữa là gì, là một là cái cấu trúc nó gọi là cấu trúc vun đống, một cấu trúc đống nhé, hay nó là heap đấy, rất rất quan trọng, và hai là cấu trúc là hàng lợi ưu tiên vẫn là một cái mô hình mà nó năn ná giống như là hàng lợi và ngăn xếp, mà nó cũng mang tính hàng lợi ưu tiên và cấu trúc heap. Thì đây là hai cái bài, đây là buổi hôm sau. Thì hết cái buổi hôm sau này là kết thúc cái phần 1 của chương trình chúng ta, là phần là một số cấu trúc là đơn giản, và trong phần này có rất nhiều bài tập. Sau đó chúng ta cũng chuyển sang phần thứ hai của chương trình là học sang cái cấu trúc phức tạp hơn, là cấu trúc cây nhị phân. Mà chúng ta nghỉ ở đây nhá, nghỉ sớm một chút nhá. Và xin chào các bạn. Xin chào các bạn.